Cô rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả rất mới, tác giả Tình Lơ. Truyện ngắn được mang tên Cánh Hồng Trong Mưa. Tự nhiên cái đọc truyện của bạn này xong cái Khôi bị nghẹt mũi. Nói chung là truyện cũng khá là cảm xúc. Mà sao ta? Bạn Tình Lơ, hình như nếu như mà Khôi đoán không nhầm á, tại vì Khôi cũng chưa có hỏi bạn, nhưng mà đây là truyện ngắn đầu tiên mà bạn viết. Khôi nghĩ là vậy, nhưng mà văn phong thì cũng rất là ok nghiêng. Và cụ thể như thế nào thì Khôi xin mời cả nhà mình chúng ta cùng lắng nghe. Mẹ của Hồng khóc nghẹn khi cầm trên tay là tờ giấy chuẩn đoán bệnh tình của nó. Tội nghiệp, chỉ mới bước vào độ 20 xuân thì mà nó phải gánh một cơn bạo bệnh. Giờ thì thời gian của nó không còn nhiều nữa. Nói thẳng ra là chỉ còn hít thở được tới cuối năm nay. Mà nó không khóc, cũng không bi lụy gì nhiều. Nó là một đứa con hiểu chuyện, học giỏi, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Luôn nghĩ ngợi cho mọi người, lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn. Nó chỉ tiếc là chưa tìm được cho mình một mối tình đầu thực sự. Hồng hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, nó ngưỡng mộ mấy tình yêu lãng mạn đó lắm và mong muốn một ngày mình sẽ như nữ chính trong truyện, sẽ gặp được hoàng tử của cuộc đời. Mà trớ trêu thay, suốt quãng thời gian còn khỏe mạnh thì lại không có nổi một người tử tế. Nó toàn gặp những thành phần cá biệt giang hồ trêu ghẹo. Giờ sắp đi rồi, cũng chẳng có ai thèm để ý tới. Nghĩ mà Hồng buồn rười rượi. Hồng an ủi mẹ. Thôi, coi như con đến đây để trả nợ. Giờ con xong bổn phận rồi thì nên đi chứ. Mẹ nó cứ khóc suốt, nước mắt loè nhòe trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ở thành phố cũng đã lâu, giờ Hồng muốn về quê để tận hưởng hết những ngày cuối đời. Ở đó có sông, có ruộng đồng, có trăng thanh gió mát, và đặc biệt là có gian nhà nhỏ đơn sơ, có hình bóng thân thương, lưng khòm tóc bạc của ngoại. Nó muốn sống lại tuổi thơ một lần nữa để cảm nhận thật trọn vẹn cái cảm giác bình yên, vô lo vô nghĩ, để có khi rời đi, Hồng không còn phải bận lòng mà vương mà vấn. Con nhớ ngoại quá, ngày mai mẹ cho con xuất viện, con về con ở với ngoại nha mẹ. Hồng hồn nhiên mà nói, lúc nào cũng vô tư ngây ngô như thế, thật sự khiến cho người khác đau lòng. Mẹ của Hồng chỉ biết lẳng lặng mà gật đầu, vì kế sinh nhai mà phải tha hương nơi xứ người, chứ mẹ nó cũng muốn về quê lắm chứ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nghe được về quê, Hồng vui hẳn ra, cứ cười khờ ngu ngơ. Nó không sợ chết, nó chỉ sợ những người thân thuộc quanh nó buồn thôi, nên lúc nào cũng ráng cười ráng vui vẻ để không ai phải lo lắng. Về nhà, Hồng gom một ít đồ đạc cần thiết, đựng đầy một cái ba lô, ôm theo một chậu cây hoa hồng mà nó chăm sóc cũng đã lâu. Sắc hoa đỏ thắm tươi tốt vì được Hồng chăm sóc rất kỹ. Hồng thích hoa hồng lắm, đặc biệt là hoa hồng đỏ. Mỗi khi trời mưa, nó luôn nhìn ngắm chậu hồng đặt bên cửa sổ. Lúc đó thấy đẹp vô cùng, Hồng trong mưa. Mẹ đưa nó ra bến xe, mẹ không về quê với Hồng được vì phải ở lại kiếm cơm. Nó cũng không buồn gì mẹ, ngược lại nó thấy thương mẹ nhiều hơn. Cha nó không may mà qua đời, bao nhiêu cực khổ trọng trách đè nặng lên vai mẹ nó. Giờ thì tới nó làm mẹ khổ, tự nhủ lòng mình, mọi thứ sẽ ổn, vì sắp tới đây mẹ sẽ bớt đi một gánh nặng rồi. Mẹ Hồng đứng đó trông theo xe đò từ từ chuyển bánh. Chuyến xe này đưa Hồng về với tuổi thơ, về với bình yên và cũng đưa nó đi về nơi xa. Hồng dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nó nhìn xa xăm dờ dợi. Chỉ khi ở một mình, nó mới dám buồn. Có ai đối mặt với cái chết của mình mà bình thản được đâu. Chỉ vì không muốn người mình yêu thương đau lòng mà kìm lại thôi. Rồi nó ngủ thiếp đi để quên nỗi buồn. Rồi, tới chợ rồi bà con ơi. Ai xuống thì xuống, lẹ lẹ ngang.
Tiếng của anh lơ xe làm nó tỉnh giấc. Cuối cùng thì nó cũng tới quê ngoại rồi. Từ từ bước xuống xe, trước mắt Hồng vẫn là phiên chợ quê như trước đây, không có gì thay đổi, chỉ có điều thưa hơn. Đúng rồi, ai lớn lên mà không phải xa quê làm ăn. Hồng xách ba lô, chậm rãi bước đều trên con đường mòn xưa. Hai bên lề là hàng bông lau nghiêng bóng, gió nhẹ nhẹ thổi bay dài cọng tóc lơ thưa. Tiếng chim ríu rít kéo nhau bay về tổ ấm. Hoàng hôn dần buông xuống trên cánh đồng. Ngoại! Hồng đứng từ xa kêu vọng vào trong nhà. Mái nhà lá đơn sơ nằm cạnh mé sông, kế bên là cây đa tuổi đời cũng gần chục năm, nơi mà lúc vui hay buồn gì Hồng cũng ra đó tựa lưng. Một dáng người nhỏ gầy, lưng đã khồm, từ từ bước ra. Đó là ngoại của Hồng. Ngoại ngơ ngác nhìn Hồng rất lâu. Ngoại, con Hồng nè, con về rồi, con ở với ngoại suốt đời luôn. Lúc này bà mới nhớ ra, mừng rỡ chạy lại ôm đứa cháu bé nhỏ vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của nó mà mếu máo. Trời ơi, con Hồng, sao mà bay về không báo trước? Rồi mẹ bay đâu? Bộ nghỉ học rồi hả mà về đây? Dạ, mẹ con không có về. Công ty dạo này tăng ca nhiều nên mẹ ở lại làm. Mà con nghỉ học hay sao? Dạ, con học xong rồi, nhà trường cho nghỉ. Con nhớ ngoại quá nên về thăm ngoại nè. Bà ngoại của Hồng không biết là thời gian cháu mình không còn nhiều, nên Hồng nói gì là bà nghe cái đó. Vui vẻ mà dắt cháu vô nhà, bưng mâm cơm đầy ắp món quê cho Hồng ăn. Hồng nhìn ngoại mà nó thương vô cùng. Một đời tần tảo sớm hôm vì con vì cháu, vậy mà tới tuổi xế chiều rồi vẫn lẻ bóng một mình. Từ giờ có Hồng rồi, ngoại sẽ không còn cô đơn nữa. Hai bà cháu đang ăn cơm vui vẻ thì từ đâu có một dáng người cao ốm nhom chạy lại, trên tay cầm con cá lóc đồng. À, ngoại ơi ngoại, nay tía con đi ruộng bắt được con cá lóc ngon, biểu con đem qua cho ngoại. Hồng trố mắt nhìn, đó là một thằng con trai độ tầm 17 tuổi, dáng người cao như cây tre, da ngăm rám nắng mà có hàm răng trắng đều tăm tắp, trông cũng ngờ nghệch. À, trời ơi vậy hả? Nói tía bay ơi, cho ngoại cảm ơn nghen. Ngoại thấy Hồng cứ ngơ ngơ ngồi nhìn, liền nói. À, này là thằng Cò, con của chú Sáu xóm trên. Thấy ngoại có mình ơn nên hay qua chơi với ngoại. Nó thương ngoại lắm nên cứ kêu ngoại ngoại riết rồi quen luôn. Còn thằng Cò thì đứng trên chân đó. Nó nhìn Hồng đắm đuối vì nó không ngờ cháu gái của ngoại lại xinh như vậy. À, còn đây là Hồng, nhỏ cháu mà ngoại hay kể bay nghe đó. Mới trên thành phố về, mà về đợt này á là nó ở đây với tao luôn. Ngoại vừa giới thiệu mà vừa cười vui vẻ. Thằng Cò nghe vậy liền gật đầu chào Hồng một cái, rồi co giò chạy về. Trong mặt nó cứ hoang mang làm sao, hay là nó mắc cỡ ta? Đúng rồi, con trai mới lớn mà, đó giờ có biết yêu là gì đâu. Tự nhiên giờ gặp được một chị gái xinh ơi là xinh, lại còn là cháu của ngoại gần nhà nữa chứ. Hồng thì không nói gì thêm, mà cũng có để ý tới dáng vẻ lúc nãy của thằng Cò, bất giác bật cười. Trời cũng sụp tối, hai bà cháu ngồi quay quần bên nhau. Hồng kể cho bà nghe về mọi thứ ở thành phố, về chuyện học hành, về công việc của mẹ. Thằng Cò đang đi ruộng với tía nó, mà sau nay nó cứ là lạ, cứ tủm tỉm cười suốt, làm cho tía nó cũng phải để ý. Này nó hăng hái hơn hẳn, bắt được rất nhiều cá và ít nhái, sẵn tay nó còn hái thêm mấy bó rau muống đồng. Chiều về, nó tắm rửa cho sạch sẽ tươm tớt, rồi lại xách giỏ cá với bó rau chạy tọt qua nhà ngoại của Hồng. Vừa nhảy chân sáo, vừa hát ngân nga, trông Cò yêu đời lắm. Ơ, ngoại ơi, ngoại, có nhà không ngoại? Chưa thấy hình đã thấy tiếng, nó la dớ vào nhà. Hồng bước ra, thằng Cò liền tém lại, nó ngại ngùng mà hỏi. Có ngoại ở nhà không
không chị? Mắt cười, nó cứ e dè như con gái ấy. Không có ngoại mà có tôi được không? Hồng trả lời thằng cò với ý trêu chọc. Nó cứ loay hoay mà gãi gãi cái đầu. Dạ, em có bắt được con cá với mớ rau muôn đồng, đem qua cho ngoại. Rồi nó rụt rè đưa cho Hồng, ánh mắt vẫn đảo nơi khác chứ không dám nhìn trực diện. Rồi, cảm ơn nghe. Hồng nhận lấy, nhưng không vội đi vô nhà, đứng đó mà nhìn thằng cò đang làm trò rùi. Bộ còn chuyện gì nữa hả? Dạ không. Mà có. Chị tên gì? Cò đỏ mặt tía tai khi hỏi tên con gái. Hồng giờ mới hiểu ra vì sao cò nó đưa đồ rồi mà không về liền. Ủa? Hôm qua ngoại tôi nói tôi tên Hồng rồi mà. Sao quên nhanh vậy? Dạ. Vậy chị mấy tuổi? Hồng cười trước sự ngô nghê này. Tôi 20 rồi, còn đàn ấy bao nhiêu? Vậy em kêu chị là phải rồi, em 17 tuổi. Lúc này nó mới đỡ căng thẳng hơn mà trả lời mạch lạc. Cảm ơn nhiều nha, giờ thì về đi, trời cũng sắp tối rồi. Không thôi ba má đi kiếm. Cò gật đầu rồi quay đi. Được vài ba bước lại ngoảnh đầu nói với Hồng. Ngày mai em lại nhà chơi được không chị? Không hiểu lúc đó nó nghĩ gì mà lại nói như thế. Chắc con tim mách bảo rồi. Hồng cười tươi rói, tỏ vẻ đồng ý. Cò vui sướng rơ người. Nó vừa đi vừa hát, vừa hái hoa bắt bướm, tận hưởng niềm vui chớm nở này. Cò 17 tuổi, cũng đang học cuối cấp 3. Năm sau là lên thành phố học đại học. Nó háo hức tò mò dữ lắm. Quê nó ít ai ở thành phố về, mà giờ có Hồng nên nó vui cực kỳ. Tranh thủ cơ hội đó mà hỏi han, mở mang đầu óc, để sau này lên thành phố đỡ bỡ ngỡ. Đi học về, ăn liền chén cơm là nó thẳng cẳng chạy qua Hồng. Trong đầu soạn sẵn một dàn câu hỏi về thành phố. Chị Hồng ơi, em qua tới rồi nè. Vô nhà ngồi đi. Sao chị cứ ở nhà hoài vậy? Đi, em dẫn chị đi rừng chăm. Mùa này chăm nhiều, ngọt lắm. Với sự rủ rê của cò, Hồng lúng túng xoay đầu nhìn ngoại. Ngoại dịu dàng gật đầu mà cười. Thế là Hồng lon ton đi theo sau. Cò nói nhiều lắm, nó hỏi đủ thứ. Trên thành phố như thế nào? Thì đông đúc, ồn ào và nhiều xe cổ. Cái đó thì em học biết rồi. Chứ muốn hỏi về cái gì? Em muốn hỏi về con người, về cách sống á. Con người á, tôi không rành gì nhiều, chỉ đi học rồi về nhà, không có bạn bè. Còn về cách sống thì rất vội vã, nếu không đi chậm lại thì bản thân sẽ bị cuốn theo. Cò bất ngờ với câu trả lời của chị, hai mắt cứ mở to tròn xoe. Chẳng phải chị đang đi học, sao lại về quê? Hai người đi tới rừng chăm, dừng lại ngồi dưới gốc cây có bóng to nhất. Cò ga lăng, hái một cành trĩu quả chín mọng ngon ngọt, đưa cho Hồng, rồi lại ngồi bẹp xuống tiếp tục hỏi chuyện. Tuy tôi chưa học xong con chữ, nhưng tôi đã học xong cuộc đời. Thằng cò nghe mà cứ nhíu mày. Nó không hiểu câu nói này có nghĩa thực sự là gì. Nhìn thằng cò đăm chiêu suy nghĩ, Hồng cười thành tiếng mà giải thích. Ý tôi là muốn sống chậm lại, nên gác mọi chuyện qua một bên, về quê tìm lại lý tưởng, khi thấy đủ rồi thì tiếp tục lên đường, hiểu chưa anh hai? Giờ thằng cò mới hiểu, nó gật gật cái đầu. Hồng thì có thoáng buồn, vì Hồng không thích nói dối, nhưng trường hợp này chẳng phải là ngoại lệ suốt đời. Năm sau lên đại học? Dạ đúng rồi. Em rất là háo hức luôn chị, mà ở đây không có ai từ thành phố về giống chị, nên em mới hỏi chị nhiều vậy á. Ráng lên, có học thì mới có tương lai, đại học rất quan trọng nên phải cố hết sức mình. Ủa, đại học khó lắm hả chị? Sẽ không khó nếu mình chọn đúng con đường và sở trường của mình, biết đâu còn yêu thích nó nhiều hơn. Dạ, em biết rồi. Mẹ em nói lên thành phố, chắc em sẽ tìm được mối tình đầu á. Hồng ngỡ ngàng trước câu nói của cò, vì Hồng cứ tưởng...
mối tình đầu, bộ còn chưa yêu ai hết hay sao? Dạ chưa, em còn nhỏ mà, em đi học thì yêu đương gì chị ơi? Nó cười khoái chí nhìn Hồng. Nhưng bây giờ em nghĩ khác rồi, đến lúc em nên yêu một người rồi. Hồng im lặng không trả lời, vì không biết trả lời như thế nào. Thấy mình nói hơi lố, nên cò liền đổi chủ đề. Đi vô thêm một chút á, là có rừng hoa sim tím liệm đẹp lắm. Chị có muốn vô coi một chút không? Hoa sim tím, cũng đã rất lâu rồi, Hồng không nghe thấy cái tên này. Và hình ảnh của hoa sim tím cũng trôi dần vào quên lãng trong tâm trí Hồng. Cô gật đầu. Hai người đi một lúc thì cũng tới. Mở ra trước mắt là một rừng hoa sim thấm đậm sắc tím. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng xuống những cánh hoa. Gió đung đưa, lay cành lá xì xào. Và chú ong chú bướm trao lượn xung quanh. Một khung cảnh thật nên thơ. Hồng bị hớp hồn. Trên thành phố đâu đâu cũng bắt gặp tiếng kèn xe đinh tai, tiếng nhà máy, tiếng nối xô bồ của dòng người. Chứ làm gì mà nghe thấy tiếng của cỏ cây, hoa lá thiên nhiên như thế này. Giây phút đó, Hồng như đắm mình vào rừng hoa, mơ màng bay bổng. Đẹp quá. Hồng cảm thán. Lúc này, cò không ngắm hoa, mà ngắm Hồng. Ánh mắt nó cứ dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của Hồng. Nó nghĩ bụng, chăng chẳng có ai đẹp bằng cô gái này quá. Trái tim nó lại đập rộn ràng, bối rối. Đó giờ tôi chỉ thấy hoa hồng là đẹp nhất rồi, nhưng giờ thì có loài đẹp tựa hoa hồng. Ôi, chị thích hoa hồng lắm hả? Đúng rồi, hoa hồng rất đẹp, rất dịu dàng, mỗi cành là mỗi bông hoa độc lập. Tuy nhỏ bé, nhưng không hề yếu đuối, vì nó luôn biết cách phòng hộ bằng chính gai nhọn của nó. Còn nghe mà trầm trồ mê mẩn. Hoa hồng đẹp nhất khi nó ở trong mưa. Những giọt mưa từ từ bao lấy sắc đỏ thắm, tạo nên khung cảnh thơ vô cùng. Hồng say sưa nói về vẻ đẹp của hoa mình thích. Hồng cũng đẹp và mạnh mẽ như thế. Sao em thấy hoa nào cũng như hoa nào? Rồi sẽ tới một lúc nào đó, cò sẽ thấy mỗi loài hoa là một sắc thái riêng. Chị thật là một người sâu sắc. Sâu sắc dĩ đâu. Hai người rảo đều bước trong rừng hoa sim. Không ai nói với ai câu gì. Cứ mỗi người một hướng mà ngắm nhìn khung cảnh. Chợt Hồng thấy tiếc cho bản thân quá. Vì còn rất nhiều điều, rất nhiều hoài bão chưa thực hiện được, hoặc vẫn đang bỏ dở. Còn rất nhiều thứ tuyệt đẹp trên đời mà chưa được Hồng khám phá ra. Rất nhiều tiểu thuyết tình yêu hay mà chưa kịp đọc và chàng hoàng tử trong mộng vẫn chưa xuất hiện. Hoàng hôn dần buông xuống. Lúc này, rừng sim lại tăng thêm muôn phần sắc đẹp. Ánh nắng vàng ươm bao trọn, pha lẫn sắc tím mê muội, khiến lòng người thoải mái vô cùng khi nhìn ngắm. Buổi trò chuyện này khiến hai người biết về nhau nhiều hơn. Còn ngưỡng mộ Hồng vì biết rất nhiều thứ hay, những điều nó chưa được nghe bao giờ. Còn Hồng thích cò ở chỗ, nó chân chất, thật thà, giản dị, mộc mạc, đậm chất con người miền Tây. Cò đưa Hồng về tới nhà, nhưng nó vẫn cứ đứng đó quyến luyến không chịu về. Ngày mai em qua chơi tiếp nữa được không chị? Em còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm. Trời đất, nguyên ngày nay hỏi chưa đủ hả? Dạ, em còn... Thằng cò nó bí đường trả lời nên cứ ậm ừ. Hồng thấy vậy thì mắc cười lắm, nên hỏi một câu chữa cháy giùm nó. Nghe nói chợ bây giờ khác lắm, hay là mai mình đi chợ coi thử đi. Dạ được chị, em cũng định rủ chị đi chợ á. Thằng cò nhảy cẩn lên mà cười toe toét, nhìn nó vui mà khiến Hồng cười theo. Như vậy nó mới chịu quay đầu mà đi về. Hồng đứng ở cửa, nhìn theo bóng thằng cò khuất dần, rồi mới bẽn lẽn đi vô nhà. Ai ngờ, thấy ngoại ngồi đó nhìn mình cười đắc ý. Hồng có hơi ngại, rồi hỏi ngoại. Sao ngoại cười dữ vậy? Nay con đi rừng sim đẹp lắm. Hình như thằng cò
nó khoái con rồi đó. Hồng chân hững, có hơi đỏ mặt gục đầu. Khoái gì ngoại, con không hiểu gì hết trơn. Rồi từ từ con sẽ hiểu, thằng cò nó hiền, nó dễ thương. Hồng hiểu ý của ngoại nói là thằng cò có cảm tình với mình, nhưng mà Hồng còn nghi ngờ, vì mà mới gặp được có hai ngày, nói chuyện chưa trọn một ngày mà lại thích lại yêu, dễ gì mà Hồng tin. Nhưng Hồng cũng thấy vui, cứ tưởng về quê thì chỉ có ở nhà với ngoại, mà giờ cũng coi là có bạn, nó dẫn đi đây đi đó cũng an ủi phần nào. Hồng đi vô buồn, vợ cuốn nhật ký đã phai dần theo năm tháng ra, ghi ghi dài dòng. Hồng là người thích lưu giữ kỷ niệm dưới dạng viết, nên mỗi khi khám phá ra điều gì hay, trải nghiệm điều gì mới thì đều lôi ra viết lại. Có điều, nhật ký của Hồng chưa nhắc tới tên ai, con trai lại càng không, vậy mà dòng chữ đầu tiên lại đề cập đến một cái tên không mấy xa lạ. Cò. Tay thì viết, mà miệng thì cứ cười trúng chím. Hồng cứ theo cảm xúc mà ghi ghi tới tấp, đến khi dừng bút thì đã thấy gần hết một mặt giấy. Đọc lại thì toàn liên quan đến thằng cò. Lúc này, Hồng mới ngơ ngác mà giật mình. Trời ơi, sao mình viết về thằng cò này nhiều dữ? Mà thôi kệ, gặp nó cũng vui. Đó là dấu hiệu đầu tiên nhận biết một con người sa vào lưới tình đó. Nhưng mà Hồng vẫn rất vững lòng tin là mình không hề yêu. Khoanh hai tay và nằm úp trên mặt bàn, Hồng ngắm chậu hoa của mình, chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Thực sự mình sẽ ra đi sao? Mình chỉ mới đầu 20 mà, còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm nữa. Hơi, còn chưa biết cảm giác có người yêu là gì mà trời. Số phận mình vậy rồi á, đành chấp nhận thôi, sao mà thay đổi được nữa. Dặn lòng là sẽ mạnh mẽ đối mặt, nhưng gồng gánh quá lâu và quá sức chịu đựng thì Hồng cũng phải gục ngã thôi. Hai dòng lệ cứ chảy dài trên khuôn mặt trái xoan ấy. Dần dần, Hồng chìm vào giấc ngủ trong nước mắt, thấy thương lắm. Ngày mai lại đến, một ngày mới tràn ngập ánh bình minh. Nắng sớm thật dễ chịu, hương đồng cỏ nội thơm ngào ngạt. Nay là chủ nhật nên cò không đi học, nên nó chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm là tốc biến qua kiếm Hồng, để giữ lời hứa dẫn chị ta đi chợ quê. Ngoại đang chạy tóc cho Hồng, thắt bím tóc cho Hồng thật điệu đà, dễ thương. Hồng có chút ngại ngại, vì đã 20 tuổi đầu rồi chứ ít ổi gì, nhưng cũng thích nên vẫn để. Chà, nay trong thằng cò rất ra dáng thanh niên, nó bận chiếc áo sơ mi trắng tinh, chắc là mới mua, trông rất tươm tớt và bảnh tỏn. Ấy mà như vậy, nó vẫn thua xa với cái đẹp đầm thắm thục nữ đoan trang của Hồng. Nó cứ đứng chết trân, nhìn Hồng xinh đẹp trong bộ bà ba nâu, tóc bím một bên cài thêm bông hoa nhỏ. Giây phút đó, con tim thằng cò thật sự xao động. Cò, cò, sao vậy? Hồng phải kêu 2-3 tiếng, thì thằng cò mới tỉnh hồn. Nó ngó vô nhà, nói giọng với ngoại đang cơi trầu. Ừ, dạ thưa ngoại, cho con xin dẫn chị Hồng đi chơi chợ quê mình ạ. Ngoại hiền từ, miệng vừa nhai trầu, vừa cười mà trả lời. Hai đứa đi đi, nhớ về sớm. Ừ, dạ. Một câu dạ, hai câu dạ, thằng cò vừa ngoan vừa lễ phép như vậy, khiến Hồng có chút để ý. Cũng đã lâu rồi, Hồng không nghe được tiếng xì xào, tiếng rao hò rôn rã của những cô chú ở chợ quê. Giờ quay lại đây, sau bao nhiêu năm, vẫn còn cảm giác thân thuộc như ngày nào. Chỉ có điều, mọi thứ đều nhuốm màu thời gian. Chị ăn chè đi, vì ba nấu chè là ngon nhất cái chợ này đó. Nói rồi, thằng cò móc trong túi ra 10.000 mua 2 chén chè. Nó một chén, đưa Hồng một chén. Hồng không muốn ăn, nhưng cũng không từ chối được, nên đành cầm lấy. Bạn gái bay hả cò? Coi bộ cũng được quá hen. Dì ba tò mò hỏi. Hồng ngại đỏ mặt, còn thằng cò thì lúng túng thanh minh. Ừ, dạ, không phải đâu dì. Này là chị Hồng, cháu của ngoại ở xóm trên, mới ở trên thành phố về,
nên con vẫn đi chợ coi chơi, chứ có phải bạn gái gì đâu. Rồi thằng cò ăn lẹ cho hết chén chè để dẫn Hồng đi chỗ khác, chứ đứng đó một hơi, dì ba hỏi tiếp thì có mà câm như hến, chứ không biết đường trả lời. Này là dì ấy không biết nên mới hỏi vậy á, chị đừng nghĩ gì nha. Tôi có nghĩ gì đâu. Vậy người nghĩ nhiều là thằng cò. Đang đi thì tự nhiên Hồng dừng lại ở quầy hàng tò he, đủ loại con vật màu sắc bắt mắt vô cùng, làm Hồng nhớ lại lúc nhỏ khao khát có một con mà khó như lên trời. Thấy Hồng cứ ngắm nghía mãi con gà trống nhiều màu làm bằng đất sét, thằng cò liền nổi máu ga lăng, thẳng thắn móc tiền ra mua rồi đưa cho Hồng liền. Này coi như quà gặp mặt, em tặng chị, lấy đi cho em vui. Hồng phì cười trước hành động dõng dạc của cò, cũng chìa tay ra nhận lòng thành của người ta. Chứ mà từ chối á, thiếu niên 17 tuổi này sẽ buồn hơn bị điểm không môn toán nữa. Đang say sưa kể về mấy con tò he thì đâu đó vang lên một tiếng động rầm trời, hình như là tiếng nổ của một thứ gì đó không rõ, tiếng nổ rất lớn đến nỗi làm lung lay các sạp hàng. Thằng cò cứng đơ người, vì sau khi tiếng nổ phát ra, Hồng từ từ ngã vào lòng nó, hình như là xỉu rồi. Lúc này nó hoảng quá mà la lên, bà con xúm lại quá trời. Một bên là nổ bình ga, một bên là có người xỉu. Khung cảnh lúc đó hoảng loạn vô cùng. Tiếng của mọi người dồn dập la toáng lên, nháo nhào chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Còn Hồng do bị bệnh tim, cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn lớn nên mới xỉu đùng ra khi nghe tiếng nổ kinh thiên động địa như vậy. Thằng cò mà nó run như cầy sấy, vội vàng ẵm Hồng chạy tuốt ra ngoài, bắt xe mà đưa Hồng đi trạm xá. Nó đổ mồ hôi đầm đìa, ướt hết cái áo sơ mi. Tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó cứ nhìn Hồng rồi xoa xoa tay, luôn miệng kêu: chị có nghe em nói gì không? Chị sao vậy? Tỉnh lại đi chị, đừng làm em sợ. Trời ơi, chuyện gì vậy trời? Cò bất lực mà khóc luôn, nước mắt cứ rơi lột bột, lòng nóng như lửa đốt. Nó hối thúc xe chạy nhanh tới trạm xá. Tới nơi, nó ẵm Hồng chạy phăng phát vô gặp bác sĩ. Nó run lắp bắp, nói không thành tiếng: Bác sĩ, chị ấy có sao không bác sĩ? Lúc này bác sĩ đang khám cho Hồng để kiểm tra tình trạng sức khỏe, vậy mà thằng cò cứ bên tai lải nhải, nhìn y chang như chồng lo vợ đi đẻ. Cô gái này xỉu trong trường hợp nào? Dạ, ở chợ, lúc bị nổ bình ga. Hèn chi, là do đã có triệu chứng bệnh tim, nên khi nghe tiếng nổ lớn như vậy, tim bị kích động mạnh nên rơi vào trạng thái hôn mê. Khi dịu lại sẽ tỉnh như bình thường, nhưng thực sự rất nguy hiểm. Sau này nên hạn chế cho bệnh nhân gặp các trường hợp như vậy. Thằng cò sốc khi nghe bác sĩ nói. Nó cứ đứng đó cùng với vẻ mặt vô cảm, đầu nó nổ tung suy nghĩ. Bệnh tim là chị ấy... Đúng vậy, có lẽ không còn nhiều thời gian. Người nhà nên chăm sóc và nâng cao tinh thần lạc quan vui vẻ cho bệnh nhân nhiều hơn. Tim thằng cò hẳn đi một nhịp. Một cảm giác đau đớn bao trùm lấy cơ thể nó. Tai nó ù đi, xung quanh tối sầm lại, chìm vào hư không. Một người con gái nó vừa mới quen biết, nhưng lại có cảm giác rất gần gũi, rất thân quen. Nó còn nghĩ sau này phải chắc chắn cưa cho Đỗ Hồng. Nghĩ tới viễn cảnh yêu nhau say đắm, tay trong tay hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy mà thực tế lại tát cho nó một cái quá đau đớn. Người con gái ấy của nó không còn bao lâu nữa sẽ bỏ nó lại mình ên trên trần thế, thong thả mà bay đến chốn Tây Phương. Làm sao đây? Mình làm sao bây giờ? Trời ơi là trời! Những dòng suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu thằng cò. Cò! Ê cò! Một giọng nói thều thào vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cò. Hồng mơ hồ tỉnh lại, không hiểu chuyện gì xảy ra, nên khó hiểu hỏi cò. Ủa, đây là đâu? Tôi nhớ tụi mình đang ở chợ mà, chỗ này lạ quá. Đây là trạm xá. Nãy mình đang đi chợ, mà xui có vụ nổ ga, rồi cái chị xỉu cái đùng, em hết hồn hết vía ẵm chị đi nè.
nổ ga rồi tôi xỉu hả? À, tưởng gì, tôi bị tim mà. Nên những gì quá sức kích động là tôi lăn đùng ra xỉu, quá quen rồi. Sao chị không nói cho em biết? Có hỏi đâu mà nói. Thằng cò nín luôn, nó nhìn Hồng sâu ngút không chớp mắt. À, tôi giỡn á, chăng tôi nằm đây cũng lâu rồi ha. Thôi đi về, chắc ngoại đợi sốt ruột dữ lắm rồi. Cò từ từ dìu Hồng bước từng bước một thận trọng. Hồng đòi đi bộ về, thằng cò liền lớn giọng. Thôi đi chị hai, mới tỉnh dậy còn yếu xìu mà đòi đi bộ rồi chừng nào tới, để em bắt xe. Thế là Hồng đành nghe lời mà ngoan ngoãn leo lên xe, rồi tự nghĩ bụng, sao đương không mình lại đi nghe lời thằng nhóc này vậy ta. Mà nè, đừng có nói với ngoại là tôi bị bệnh tim rồi tôi xỉu nha. Bộ ngoại chị chưa biết bệnh tình của chị hả? Ừ, tôi chưa nói, mà thực ra cũng không muốn nói, thương ngoại lắm, nói ra sợ ngoại lo nên im ru, về đây với ngoại tới khi đi thì thôi. Thằng cò không trả lời, nó rơi vào trầm tư. Mình mới vừa quen nhau mà. Thằng cò dửng dưng nói, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không. Hồng nghe, nhưng cũng không buồn đáp lại, lòng nặng trĩu u sầu. Chiếc xe ba gác vẫn từ từ lăn bánh trên đường đi. Trời đã ban trưa, ánh nắng mặt trời chói chang gay gắt. Thấy vậy, thằng cò ngồi sát lại, thẳng lưng cao đầu để tạo bóng che mát cho Hồng. Chị còn chuyện gì mà chưa làm được không? Còn, mà nhiều lắm, hỏi chi, bộ định làm hết cho tôi hả? Ờ, đúng rồi, em sẽ làm, cái nào em làm được thì em làm, còn cái nào khó quá thì... Còn đang nói tới đây thì bị Hồng ngắt lời. Khó quá thì bỏ qua chứ gì? Ừ, không có phải, khó quá thì em làm từ từ, cố gắng cho xong. Hồng có chút run cảm. Sao lại muốn làm cho tôi? Thì đơn giản là em muốn thôi, đâu cần lý do đâu. Hồng nhìn vô khuôn mặt trẻ măng chân thật của thằng cò, nhìn rất lâu và say. Tôi muốn gặp hoàng tử của đời mình. Hoàng tử hả? Ủa, cái đó chỉ có trong truyện thôi, làm sao mà có cho chị gặp được? Thằng cò hoang mang, khó hiểu với câu trả lời của Hồng. Nó trố mắt đợi Hồng giải thích. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, cò không làm được gì cho tôi đâu. Cứ lo học hành cho tốt đi, năm sau còn lên đại học. Mà tính của thằng cò đâu có dễ bỏ qua vậy được. Nó không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ghi nhớ trong đầu. Hồng cũng không biết nó nghĩ gì. Nắng gắt quá, Hồng có chút đuối sức nên vô thức tựa đầu vào vai của thằng cò, cảm nhận được hơi ấm nóng truyền đến. Tự dưng, tim thằng cò đập nhanh liên hồi. Nó ngồi im bất động, không dám nhúc nhích mạnh. Nó sợ khi nhúc nhích là Hồng sẽ biến mất dậy. Cuối cùng cũng tới nhà, cò dịu dàng cầm tay Hồng dìu xuống xe, cẩn thận đưa vào nhà. Ngoại thấy hai người về thì chạy ra, mà thấy cháu mình có vẻ lạ, ngoại hỏi. Cô sao vậy Hồng? Sao nhìn mệt mỏi vậy? Con bệnh hả? Tại nay nắng quá trời nắng, chắc chị bị say nắng rồi á ngoại. Thằng cò nhanh nhẩu trả lời, làm cho Hồng bật cười thành tiếng. Dạ con không sao, do nắng quá thôi, con nằm nghỉ chút xíu là hết à. Cò về đi, Hồng thôi á ba má kiếm đó. Hồng nói với một chất giọng cực kỳ nhẹ nhàng, mà lần này còn kêu cả tên cò nữa. Bữa giờ toàn nói chuyện cọc lóc trống không, nay lại kêu tên ngột sớt dậy, làm cho thằng cò lại một phen bấn loạn con tim. Hồng quay gót vô nhà, nằm liền trên bộ ngựa gỗ đã mòn. Trông cô rất mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt lại mà thở đều. Thằng cò đứng ngoài cửa, dần một hồi rồi mới chịu đi về. Ở lớp, thằng cò không tài nào tập trung vô bài giảng. Nó chỉ nghĩ về hoàng tử mà Hồng nói. Nó phải tìm cách làm sao để cho Hồng gặp được hoàng tử. Nhưng mà nó nghĩ hoài không ra.
thấy thằng cò cứ lơ tơ mơ, thằng tới ngồi kế bên, hít vô be sườn nó một cái, giọt miệng hỏi. Nãy giờ tao để ý là mày không có tập trung học nghen. Bộ đang tương tư con nào hay sao vậy? Thằng còn nghe mà cũng không buồn trả lời. Thấy vậy, thằng tới lại tiếp tục. Ê thằng kia, đó giờ tao với mày có giấu giếm nhau cái gì đâu. Cái tự nhiên bây giờ mày im lìm vậy mày? Tao đang suy nghĩ làm sao để gặp hoàng tử. Hoàng tử gì? Thằng tới không hiểu những gì còn nói, nên đưa tay lên trán sờ thử coi nó có bị bệnh không. Nhớ chị Hồng mà tao hay kể mày nghe không? Ờ nhớ sao không? Mày thương chị đó. Bữa nào mày không kể tao nghe là mày chịu không nổi hay sao á? Thằng cò thở dài thường thượt một hơi, giọng có chút buồn buồn. Mà không còn nhiều thời gian nữa rồi. Là sao mày? Nay mày lạ dữ. Có gì á nói luôn coi. Lúc này, một điệu buồn hằn lên ánh mắt cò, rồi từ từ truyền tới cổ họng. Nó nói. Chị ấy bị bệnh tim, không còn nhiều thời gian nữa. Nói tới đây, giọt nước mắt thằng cò vô thức lan dài, thấm ướt trang sách, làm nhòe đi vài nét mực. Thằng tới ngồi kế bên ngầm hiểu ra, dỗ dai nó một cái như an ủi, rồi từ tốn nói. Tao biết mày buồn lắm, nhưng mà mày buồn á thì cũng đâu có thay đổi được gì. Nghe tao, hãy cố gắng tận hưởng và yêu hết mình trong thời gian ngắn ngủi này. Để khi rời đi rồi á, không ai phải nuối tiếc. Tao ở sau giúp đỡ mày. Thằng cò im lặng, nó đang nghĩ gì đó nghiêm túc lắm. Rồi nó quay qua ôm thằng tới một cái thật chặt, làm thằng tới cứng đơ, không biết trời trăng gì. Đúng là khi yêu rồi, con người ta thay đổi chóng mặt. Từ sau cái bữa mà Hồng đi chợ rồi xỉu tới nay cũng 3-4 ngày rồi. Thằng cò không còn tới lôi qua kiếm Hồng, cũng như đưa cá hay rau cho ngoại nữa. Hồng thì tỏ ra bình thản như chẳng có gì xảy ra, chứ thực chất trong lòng cuồn cuộn sóng trào. Lâu lâu cứ ngó ra cửa, ngóng trong một hình bóng quen thuộc của thằng cò xuất hiện để rủ mình đi chơi, đi rừng sim, hoặc đơn giản hơn chỉ là đưa giỏ cá bó rau. Như vậy thôi cũng đủ khiến Hồng vui rồi. Tuy không thể hiện gì nhiều, nhưng ngoại cũng nhìn ra được tâm tư của Hồng. Ngoại nhìn đứa cháu nhỏ của mình mà thương quá. Mấy nay, Hồng ốm đi trông thấy, ăn uống cũng không còn ngon miệng. Bỗng trong lòng ngoại lo lo lắng lắng lạ thường. Hai bà cháu dọn mâm cơm ra giữa nhà, giờ cũng đã ngã chiều. Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu rọi khắp gian nhà nhỏ liêu xiêu. Hai bóng người nhỏ bé đang cười nói, tay gắp cho nhau những món quê thơm ngon đậm đà. Ngoại nhìn Hồng một hồi lâu. Con dạo này ốm dữ rồi đó. Ăn nhiều vô cho có da có thịt lại. Mẹ bay mà biết ngoại để mày ốm vậy á thì nó lại trách móc tao. Dạ con biết rồi. Để con ăn nhiều nhiều vô cho mập ra nghen. Rồi lúc đó con xấu quá, không ai yêu luôn. Con gái có da thịt một chút mới đẹp, chứ ốm nhôm á nhìn như cây tre. Hồng cười khanh khách khi nghe ngoại nói vậy, tay vẫn gắp đồ ăn. Nhưng sau miệng Hồng nó lạc một cách kỳ lạ, không muốn ăn. Tay gắp nhưng vẫn cứ bỏ in trong chén, miếng thịt nhai hoài không nuốt nổi. Ngoại vẫn nhìn ra một nét thoáng buồn trên gương mặt Hồng. Sao mấy nay ngoại không thấy thằng cò nó qua nữa? Câu hỏi của ngoại làm Hồng khựng lại. Hồng nhìn ngoại rồi buông đũa, khoanh tròn hai tay mà nằm thẳng lên bàn. Con không biết. Chắc là đang bận học, sắp lên đại học rồi nên học nhiều hơn. Thằng cò thấy vậy chưa học giỏi lắm. Cái gì nói qua một lượt là nó hiểu hết. Thằng gì mà thông minh sáng dạ à? Hồng bất giác mỉm cười khi nghe ngoại khen thằng cò không ngớt lời. Rồi thức tỉnh mà nhanh chóng rút lại nụ cười, nhưng cũng không qua mắt được ngoại. Con thương thằng cò phải không? Hồng ngồi bật dậy sau câu nói kiên định của ngoại, hai mắt trợn tròn, mặt đỏ ửng nhìn ngoại lúng túng, lắp ba lắp bắp nói không thành câu. Con thương nó đâu? Nó vừa đen vừa ốm, lại còn chút xíu tuổi, như trẻ trâu, con không thích mấy đứa con nít. Hồng nói với giọng điệu có chút ấm ức, xen lẫn ngại ngùng.
Có ai yêu mà thừa nhận mình yêu đâu con. Vì trong mỗi người vẫn có cái tôi cao ngất ngưỡng. Con phải hạ cái tôi mình xuống. Lúc đó con sẽ thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Câu nói của ngoại làm Hồng chìm sâu vào những dòng suy nghĩ. Ngoại nói đúng. Cái tôi của mình mà cao quá thì mình sẽ không bao giờ thấy ai hợp với mình hoặc mình xứng đáng với ai. Nếu con yêu thì hãy mạnh dạn yêu, yêu hết mình, nhưng phải thành thật và một lòng một dạ. Đừng nên trăng hoa ong bướm, vì mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều là định mệnh sắp đặt. Con nên hoan hỷ đón nhận và sẵn lòng chấp nhận những gì xảy đến bên con. Từng câu từng chữ của ngoại nói ra như chạm vào trái tim nhỏ bé của Hồng, làm cho nó thổn thức và tỏa ra hơi ấm nóng. Phải chăng Hồng đã nhận ra mình thương thằng cò từ bao giờ, nhưng lại cố chấp phủ nhận? Nếu không thương thì sao lại vô thức viết về thằng cò nhiều như vậy trong nhật ký? Nếu không thương thì sao lúc ở gần thằng cò bao nhiêu cảm xúc của Hồng cứ bị lẫn lộn? Nếu không thương thì sao lúc dựa đầu vào vai thằng cò thì lại có cảm giác bình yên đến lạ? Nếu không thương thì sau 3-4 ngày không gặp, lòng cứ bồn chồn, mỏi mòn trong ngóng. Nếu không thương thì... Chị Hồng ơi, chị Hồng, chị Hồng ơi! Một giọng nói thân thuộc vang lên, kéo Hồng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Đó là thằng cò. Hồng nhìn thằng cò đăm đăm. Sau mấy ngày gặp lại, Hồng không tin vào mắt mình, đó là thằng cò. Nay thằng cò lạ lắm, nó không đi bộ nữa, mà đạp chiếc xe trông rất xịn và bóng lưỡng. Trước xe có cắm vài bông hoa xanh xanh đỏ đỏ. Nó thấy Hồng bước ra thì hớn hở chạy lại nắm tay và kéo lên xe. Hồng chưa kịp định thần thì thằng cò nói: "Đi, em cho chị coi cái này." Không biết từ khi nào mà Hồng đã ngồi yên sau xe đạp của cò rồi. Hồng ngồi im quan sát cảnh vật xung quanh. Nắng chiều dịu êm, gió nhẹ nhẹ lay mái tóc đen dài. Thằng cò đang chở Hồng đến đường hoa sim hôm trước, nay nó vui vẻ, phấn khích lạ thường luôn. Vẫn là gốc cây to quen thuộc, nhưng ở đó có trải sẵn một tấm khăn sọc caro trắng đen. Cạnh bên là một dòng hoa được đan bằng những nhánh cúc dại. Điều khiến Hồng chú ý nhất là cây đàn guitar nằm chễm chệ. Dựng xe qua một bên, cò nhẹ nhàng cầm tay Hồng đi tới gốc cây. Cò đỡ Hồng ngồi xuống, còn mình thì cầm vòng hoa từ từ đội lên cho Hồng, làm cho Hồng ngại ửng đỏ cả mặt, nhưng cũng không nói gì, làm theo ý thằng cò. Thằng cò thì im ru rú từ lúc đèo Hồng tới giờ. Xong xuôi, nó ngồi bệt xuống, ôm cây đèn vào lòng, nhìn Hồng và nở nụ cười trìu mến. Lúc này, tim Hồng đập loạn xạ, vừa mắc cỡ, vừa thích thú. Bởi em đã ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó, nên tôi về thấy cả một thời. Bởi tôi từng gửi trong gió, vấn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời. Những khi hái sim trên đồi và dưới trăng, em là thiên sứ. Ngày ấy tôi thương em mất rồi, để lớn khôn chỉ toàn dung nhớ. Trong lời ca, tiếng hát của thằng cò vang lên, hòa nhịp cùng tiếng đàn du dương trầm bổng, khiến cho Hồng nhắm mắt nghe say sưa, đắm chìm vào không gian phiêu lãng, thơ tình. Muôn chim như ngừng tiếng hót, nhường giọng cho thằng cò, gió cũng đứng yên thưởng thức. Ở đó có hai người thương nhau. Thì ra mấy ngày vắng bóng là do thằng cò ở nhà, miệt mài nhờ cha nó chỉ dạy cho cách đàn. Cha nó khoe, hồi đó cưa đổ mẹ là nhờ cái tài đánh đàn hát hay. Bữa nào cũng xách đàn, rồi hẹn mẹ ra bờ đê. Đàn cho mẹ hát mấy bản tình ca ngọt ngào, mùi mùi một chút. Mẹ lúc đó khó tính lắm. Nhưng nhờ sự kiên trì nhẫn nại và tình yêu chân thành của cha, nên mẹ cũng chịu cha. Và tới bây giờ, cha vẫn yêu mẹ thằng cò mặn nồng như lúc ban đầu. Nghe cha mình kể như vậy, trái tim tươi trẻ của thằng cò lại rực cháy ngọn lửa tình yêu. Nó chăm chỉ học từ ngày đến đêm, chỉ mong đàn được
và hát một vài bài lãng mạn cho chị Hồng của nó nghe. Nó nghĩ đâu nhất thiết phải là hoàng tử thì mới lãng mạn được. Một người bình thường cũng có thể mà. Với cây đàn và tiếng hát này thì cũng lãng mạn không kém rồi. Còn cái dòng hoa là nhờ thằng tới. Nó phải đi hết mấy cánh đồng, hái những cành đẹp nhất, hoa to nhất rồi đem về, nhờ em gái kết lại thành một cái dòng hoa cho thằng cò lấy le với người nó thương. Hay quá! Đây là bài Hà Lan của Phan Mạnh Quỳnh đúng không? Hồng vỗ tay nồng nhiệt sau khi tiếng hát của thằng cò vừa dứt. Chị cũng biết bài này hả? Biết, cũng hay nghe đi nghe lại, vì nó rất hay á. Vậy công sức của em bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Bộ mấy bữa nay vì muốn hát tôi nghe mà học đàn được bài này đó hả? Dạ đâu có, em học nhiều bản lắm chứ bộ. Ai dè mở đầu bản này được chị khen hay nên khoái lắm. Hồng cảm thấy hai mắt mình đọng nước, có chút gì đó rưng rưng. Cô liền quay đầu sang chỗ khác, miệng vẫn nói: Vậy mà tôi tưởng mấy người sẽ không xuất hiện nữa chứ. Ôi sao chị nói vậy? Em vẫn ở đây mà, đang ngồi đây kế bên chị nè, cô đi đâu đâu. Thằng cò khờ thiệt, nó không hiểu cái ý sâu xa của Hồng. À, chị tưởng sau cái vụ ở chợ là em sẽ không đến kiếm chị nữa chứ gì? Hồng nhẹ gật đầu. Làm gì có, và tại sao em lại làm vậy để làm gì trời? Chị nghĩ nhiều quá à. Tại tôi bị bệnh, ở bên tôi biết tôi xỉu lúc nào nên cũng sợ. Cò thấy gương mặt buồn bã của Hồng, lòng lại đau nhói. Nó quay mặt Hồng qua cho đối diện với mình, nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh ấy và nghiêm túc nói: Chị à, không phải vì chị bệnh mà em sẽ xa lánh chị. Điều đó là không đúng và nó sẽ không xảy ra. Ngược lại, em còn muốn giúp chị những chuyện mà chị chưa làm được. Em muốn thấy chị vui vẻ, muốn thấy chị cười, không muốn thấy nỗi buồn ở chị. Tại sao? Tại vì em thương chị. Câu trả lời của thằng cò rõ to và dứt khoát. Nói rồi, nó mắc cỡ quá, quay mặt đi chỗ khác. Tay chân múa loạn quạng cả lên, trái tim đánh thình thịch như trống mối lân. Nó xấu hổ tới mức muốn nhảy vô một cái hố nào đó để giấu mặt. Hồng thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mặt mày cũng đỏ như gấc chín, trên môi là nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt. Hai hàng nước mắt chậm chậm lan dài nhỏ giọt. Thấy Hồng khóc, thằng cò lại một phen nữa thót tim. Nó rất sợ cô gái khóc, đặc biệt là người mà nó yêu thương. Em xin lỗi, em xin lỗi, chị đừng khóc mà, em xin lỗi. Thấy thằng cò cuống cuồng xin lỗi mình, Hồng thấy thương lắm, nắm tay thằng cò lại. Hồng nhỏ nhẹ nói: Nè nè, bình tĩnh coi, sao mà xin lỗi? Mấy người có làm gì tôi đâu mà xin lỗi. Chứ sao chị khóc? Tôi hạnh phúc. Thật sự tôi đang cảm nhận được hạnh phúc nó ngấm trong từng tế bào của mình á. Chưa có ai vì tôi mà thế này hết. Chưa có ai. Cảm xúc của Hồng lại lần nữa dâng trào. Những giọt nước mắt lấp lánh nối gót nhau rơi xuống. Nhìn Hồng như vậy, cò lại thương cô gái nhỏ bé trước mặt mình gấp bội lần. Nó dang rộng đôi tay ra, định ôm Hồng vào lòng, nhưng những tiếng kêu quen thuộc khiến nó dừng lại hành động. Cò ơi cò, mày đâu rồi? Chị Hồng ơi chị Hồng. Đó là giọng của thằng tới. Nghe giọng nó như rất cuốn và gấp gáp. Thấy hai người ngồi dưới tán cây, nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh lại, không kịp thở mà nói: Chị Hồng ơi, chị về nhà lẹ đi. Ngoại kêu chị về nhanh nhanh, nhà có chuyện, lẹ đi chị. Thấy thằng tới gấp rút như vậy, Hồng có chút hốt hoảng. Cò liền chạy đi lấy xe, dốc hết sức lực để đạp mà chở Hồng về nhà. Thằng tới đứng nhìn theo, lòng thấp thỏm lo âu. Thằng cò nó vừa đạp mà cũng vừa lo, không biết là có chuyện gì. Còn Hồng ngồi sau thì lòng như lửa đốt, tay chân run rẩy hết lên, gương mặt không giấu nổi sự lo sợ. Vừa tới nhà, hai người thấy ngoại thất thần trước cửa nhà,
như một cái xác không hồn. Ngoại, ngoại, có chuyện gì vậy ngoại? Ngoại bị gì hả ngoại? Hồng hoang mang hỏi ngoại, thằng cò thì vội chạy ra đứng sau lưng. Mẹ bay bị đụng xe, chết rồi Hồng ơi! Con ơi là con! Ngoại khóc lớn, sụt sùi đau lòng. Thằng cò đỡ ngoại lại, đứng sững. Hồng nghe xong thì ngã quỵ xuống. Hàng ngàn nỗi đau in hằn trên gương mặt trái xoan ấy. Tại sao cuộc đời cứ thích trêu đùa con người ta đến như vậy? Một người đang chờ đợi cái chết đến với mình, không một chút cưỡng cầu. Nhưng ông trời đâu có cho dễ dàng như vậy. Trước khi lấy đi sinh mạng một người, thì phải giáng xuống cho người đó một nỗi đau thật lớn. Lớn đến nỗi địa ngục cũng nhường chỗ. Đi, thu đến. Sau nỗi đau vô cực ấy, cô gái vui tươi hồn nhiên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái xác với nỗi u uất sầu thương. Hồng cứ ở lì trong nhà, không bước nửa bước chân ra ngoài. Nụ cười ấy đã biến mất hoàn toàn. Căn nhà rôn rã thường ngày, hôm nay cũng im ắng lạ lùng. Ngoại nhìn Hồng mà lòng đau như cát. Có nói cỡ nào cũng không làm cho tinh thần Hồng tốt lên được. Còn thằng cò cứ tới tới lui lui. Nó lo cho ngoại và cho Hồng lắm. Người ngoài như nó, khi nghe chuyện còn liêu xiêu nữa, huống chi là những người chảy chung dòng máu. Nó làm đủ cách, đủ trò để đem niềm vui cho Hồng. Nhưng vô nghĩa. Cho đến một ngày, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, Hồng buông lời cay đắng. Đừng có làm mấy cái trò vô dụng đó nữa. Không có tác dụng gì đâu. Thằng cò đen đèn thì dừng hẳn lại. Dây đèn bị cò tác động mạnh đến nỗi đứt thành khúc. Ánh mắt nó nhìn Hồng sâu ngút, như có uất ức, như có tủi hờn. Chị à, em biết là chị rất đau lòng, và em cũng vậy. Em không chịu nổi khi thấy chị như cái xác không hồn nằm một đống kia. Chị mở lòng đi, chị chia sẻ thương đau của chị cho em một nửa đi. Em gánh tiếp cho. Như vậy mới có thể trả lại Hồng ngày xưa cho em. Ánh mắt ấy từ tủi hờn lại chuyển qua long lanh, đọng nước. Bây giờ là tràn ngập tình yêu thương. Hồng vẫn không nói năng gì. Chị như vậy ngoại buồn lắm, chị biết không? Ngoại cũng không ăn uống gì được nhiều. Thôi mà, đi, em chở chị đi rừng sim. Em hãy chăm cho chị. À còn nữa, em sẽ dẫn chị đi cưỡi trâu. Không phải lúc mấy đứa nhỏ cưỡi, chị thích lắm sao? Đi, ngồi dậy đi với em đi. Cò cầm hai tay Hồng định kéo cô ngồi dậy, thì bị Hồng gạt phát qua một bên. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, ánh nhìn sắc lạnh dán chặt vô thằng cò, và Hồng gặn từng chữ. Tôi đã nói không là không, sao cứ làm phiền tôi vậy? Nghĩ mình là ai hả? Bộ nói là tôi phải nghe à? Đi về giùm cái đi, đừng ở đây hoài làm tôi nhức đầu quá. Còn nữa, dẹp ba cái chuyện yêu đương tôi luôn nhé. Cảm ơn nhiều. Hồng quay mặt vô dách, không đếm xỉa gì tới thần sắc của thằng cò. Lúc này, nó ngồi im như tượng sáp, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, nó thở dốc liên hồi. Nó không ngờ chỉ vì yêu mà nhận lại sự cay nghiệt như vậy. Nó chỉ yêu và lo lắng cho người nó yêu thôi mà, chứ nó có làm gì sai đâu. Hay chăng yêu Hồng là nó đã sai ngay từ đầu? Tai nó ù đi, nó vẫn không tin được những lời nó vừa nghe lại phát ra từ khuôn miệng của một cô gái dịu dàng đầm thắm mà nó từng biết trước đây. Hồng thay đổi rồi,
thực sự đã thay đổi rất nhiều. Cò đau lòng mà ôm cây đèn chạy một mạch về nhà mà không một cái quay đầu, chắc nó tổn thương lắm. Ngoại ở ngoài cũng nghe được loáng thoáng, thấy thằng cò về rồi, ngoại thở dài một hơi rồi từng bước đi vô buồng của Hồng. Nếu con không thương thì nói nhẹ cho nó hiểu, con đâu cần nặng lời với người ta như vậy. Tội nghiệp à. Hồng vẫn im lặng, không nhúc nhích. Ngoại biết con mệt nên mới nói như vậy thôi. Nhưng sau này con phải bình tĩnh lại. Con tổn thương, nhưng không có nghĩa là con có quyền làm tổn thương người khác như vậy. Thôi, con ngủ đi cho khỏe. Ngoại lặng lẽ bước ra. Chắc Hồng không thấy được những giọt nước mắt của ngoại. Nó rơi nhẹ nhàng, im ắng. Thì ra, ngoại đã biết bệnh tình của Hồng từ lâu rồi, là thằng cò nói cho ngoại biết. Vì thương cháu nên ngoại cũng cố tỏ ra bình thường như không biết gì, chứ thực ra ngoại là người đau đớn nhất. Con gái ra đi bỏ mình chưa được lâu thì giờ lại đối mặt với sự ra đi của đứa cháu nhỏ ngoan hiền. Nỗi đau này chồng chất nỗi đau kia, thử hỏi tuổi xế chịu của ngoại sao mà chịu đựng nổi. Gian nhà nhỏ im phăng phát, chỉ nghe rõ mồn một tiếng ếch nhái, nhưng khung cảnh sao mà thê lương ảm đạm quá. Tiếng thúc thích của Hồng bắt đầu lớn dần lên, cây gối đã ướt nhẹp nước mắt cay đắng. Muôn cảnh vạn vật xung quanh có hiểu cho nỗi lòng của Hồng hay không? Thật ra Hồng không hề cố ý nói những lời nặng nề sâu cay với cò. Những câu từ mất kiểm soát, những cơn buồn tủi xen lẫn giận dữ xâm chiếm lý trí Hồng, rồi không còn giới hạn chịu đựng nữa nên đã tràn lan ra ngoài, đáp thẳng lên người của cò. Giây phút thằng cò quay lưng đi, trái tim Hồng dở dụng trăm mảnh, tiếng kêu của những mảnh vỡ len ken trong cõi lòng nhỏ bé văng tứ phía. Những kỷ niệm đẹp đẽ thơ mộng trước đây cũng đói gót theo bước chân của cò mà vội vã rời đi, bỏ lại Hồng với một khoảng không vô định. Từng giọt nước mắt mặn đắng cứ liên tục rơi xuống, làm nhòe đi khuôn mặt đã chẳng còn chút sức lực nào. Tận sâu trong đáy lòng của Hồng không muốn cò rời đi, nhưng có những chuyện buộc ta phải làm như vậy, vì ngoài cách đó ra ta không thể làm gì khác. Cò còn trẻ, tương lai phía trước đang rực sáng chờ đợi nó. Nhìn lại Hồng thì sao? Một cô gái đang chống chọi với cơn bạo bệnh. À, mà nói chống chọi cũng không đúng. Phải là đang chấp nhận, đang chờ đợi cái chết tới với mình. Không còn lâu nữa, cuối năm nay thôi. Thì làm sao mà Hồng nở ích kỷ mà trở thành mối tình đầu của cò được? Ai cũng biết, tình đầu là tình tuyệt đẹp nhất, nhưng cũng là thứ khiến ta tiếc nuối nhất. Thế nên Hồng phải làm vậy để cho cò ghét mình. Như vậy thì nó sẽ không còn vấn vương gì sau khi mình rời đi. Quanh đi quẩn lại cũng vì yêu nhau mà suy nghĩ cho nhau. Những lời nói vô tình như cố ý đó đã biến thành những vết sẹo in hằn trong lòng của Hồng, để nhắc nhở bản thân rằng mình đã làm tổn thương một trái tim vô tội. Thế là Hồng chìm sâu vào hố đen vô tận, lấy mặt trăng làm gối, lấy màn đêm làm mền quấn quanh mình. Xì xào tiếng lá rơi, gió thoang thoảng. Hồng ngồi bên bậu cửa sổ, cạnh bên vẫn là chậu cây hoa hồng đỏ thắm. Hồng đang ghi khắc lòng mình vào cuốn sổ nhật ký đó. Những lời thật lòng thật dạ từ từ tuôn trào trên trang giấy trắng. Hồng thừa nhận là cô yêu cò rất nhiều và cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều. Mong rằng cò sẽ hiểu được nỗi lòng của mình mà vui vẻ chấp nhận mọi thứ sau khi mình ra đi. Như vậy thì Hồng mới nhẹ nhàng mà nói lời chào tạm biệt với thế giới này. Sang đông,
sức khỏe của Hồng dần yếu đi thấy rõ. Thời khắc sinh ly tử biệt cuối cùng cũng đến. Nếu hỏi Hồng có tiếc nuối gì không thì chắc là có. Đó là gặp thằng cò quá trễ. Phải chi ông trời cho hai đứa gặp nhau sớm hơn thì mãn nguyện biết mấy. Nhưng đời mà, ai biết trước được điều gì đâu. Lê thân xác yếu xìu mệt mỏi của mình ra ngồi trước cửa. Hồng thẫn thờ nhìn trời mây, chiêm nghiệm lại những giây phút trước đó làm Hồng xúc động vô cùng. Hồng nhớ rừng sim, nhớ chợ quê, nhớ giai điệu của đàn guitar và nhớ thằng cò da diết. Nhưng Hồng cũng không dám trông mong là thằng cò sẽ qua kiếm mình. Mình độc ác tàn nhẫn như vậy thì ai mà chịu nổi. Đúng là từ bữa đó đến nay thằng cò không xuất hiện nữa, cứ như là nó biến mất khỏi thế gian này rồi. Hồng không nghe được một chút tin tức gì về thằng cò. Thằng tới cũng nói là không thấy nó đi học nữa. Vậy thằng cò ở đâu? Bữa đó đau lòng quá không chịu nổi nên thằng cò nhất quyết bỏ học, bỏ quê mà đi lên thành phố ở với chú út của nó. Tuổi trẻ nên nông nổi quá. Ba mẹ nó cũng cản không được nên đành để nó đi. Nó đi vì muốn quên bén đi Hồng và tất thảy những gì Hồng nói. Nó muốn xóa sạch những hình ảnh, ký ức của Hồng. Nó sẽ đi thật lâu, tới khi nào không còn một chút đau lòng vì chữ Hồng nữa thì nó sẽ quay về. Nhưng nó lại quên mất là Hồng của nó đâu có còn sống được bao lâu. Đang ngồi đọc sách thì ý nghĩ đó xâm chiếm cò. Nó vô tình nhớ lại chuyện ở chợ, bệnh tình của Hồng. Lúc này đầu óc nó mới nhảy số, vì quá giận dữ mà nó không kịp suy nghĩ tại sao Hồng lại nói những câu như vậy. Nghĩ đến đây, cậu thấy mình thật ích kỷ và ngu dốt. Nó liền xách cặp đồ và bắt xe dọc lẹ về quê. Trong lòng thấp thỏm lo âu, nó dò đầu bứt tai, tự trách bản thân mình vô cùng. Sao lại vì một phút nóng nảy mà oán hận người mình yêu như vậy? Nhưng từ thành phố về quê xa lắm, phải mất một ngày ngồi xe. Trạng thái thằng cò thay đổi liên tục. Thật sự là nó đang rất gấp rút và lo sợ. Xe đò đáp chuyến vào đúng 11 giờ trưa hôm sau. Thằng cò xuống xe, chạy như bay tới hướng nhà Hồng. Trong lòng hy vọng sẽ gặp được người con gái ấy. Gần tới nơi, nó đã la giới vào nhà. Chị Hồng ơi! Chị Hồng! Em cò nè chị! Những tiếng kêu chị Hồng cứ lần lượt vang lên, nhưng không có lời hồi đáp. Nó chạy sọc thẳng vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể nó hóa thành một tảng băng lớn, lạnh thấu xương. Ngoại ngồi trên giường, nước mắt ràn rụa. Kế bên ngoại là một dáng người đang nằm dài ra, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay như đã buông xuôi từ bao giờ. Trễ rồi, thằng cò trễ thật rồi. Nó đấm vào ngực mình mấy cái thật đau, rồi quỳ xuống bên giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang dần chuyển lạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi của cò rơi xuống, nhuộm ướt giường gỗ. Chị ơi, sao chị không đợi em hả chị ơi? Em không có giận gì chị hết chị ơi. Em thương chị mà. Làm sao em giận chị cho được? Em thương chị lắm mà. Chị ơi, chị ơi. Khung cảnh tang thương bao trùm khắp căn nhà, những tiếng khóc xé lòng vang tận trời xanh. Một cuộc tình chưa nở đã dội tàn, một trái tim chưa kịp yêu đã chết. Sau khi lo xong ma chay cho Hồng, ngoại đưa cuốn nhật ký và chậu hồng cho cò. Chậu bông này con Hồng rất yêu thích, giờ nhờ con thay nó tiếp tục chăm sóc cho tươi tốt. Còn này là cuốn sổ gì đó mà nó dặn ngoại đưa cho mày coi. Mắt ngoại rưng rưng,
không giấu được vẻ đau lòng. Cọ đón lấy chậu bông và cuốn nhật ký xong, cũng xin phép ngoại đi về. Nó quyết định sẽ lên Sài Gòn sinh sống luôn. Ngồi trên xe mà nó cứ nhìn chằm chằm vào chậu cây hoa hồng của người mà nó yêu nhất để lại. Cũng coi như là kỷ vật, và nó sẽ dốc hết tâm sức để chăm sóc. Chậu hoa hồng này cũng như sự hiện diện của Hồng vậy đó. Ngắm nghía một hồi thì nó thấy một hình vẽ con cò, và kế bên là ngày tháng năm sinh của mình. Hai dòng lệ lại cứ thế mà rơi xuống. Thì ra Hồng cũng yêu nó, thương nó, nhưng do nghịch cảnh nên đành xa nhau. Phải chi lúc đó nó bình tĩnh hơn mà quay đầu lại kiếm Hồng một lần nữa, thì nó sẽ không dây dứt nối tiếc như này. Lật từng trang nhật ký ra đọc, lòng nó quặn thắt từng cơn. Đâu đâu cũng là tên của nó được viết ngay ngắn, uốn nắn và xinh đẹp. Hồng viết lại tất cả những khoảnh khắc, những giây phút hai người gặp nhau bên nhau, những giây phút nói cười, trao nhau những ánh mắt ngại ngùng. Viết về rừng hoa sim, về phiên chợ, về lúc đi đồng bắt cá hái rau, về lúc cò đèn hát, và đặc biệt là lúc cò nói lời thương. Cò ơi, có lẽ là thời gian không còn chờ đợi tôi nữa rồi. Đến lúc tôi phải rời đi rồi. Thần chết không đợi người phàm lâu được, nhưng tôi không muốn đi trong im lặng như vậy, nên tôi viết ra hết một lần một. Đầu tiên là tôi cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đem đến cho tôi một cảm giác thật sự được yêu. Cảm ơn vì là người luôn tạo cho tôi niềm vui. Cảm ơn vì luôn san sẻ nỗi buồn cho tôi. Em là người tốt, rất tốt, tốt nhất trong cõi đời ngắn ngủi của tôi. Tôi rất trân quý em và tình cảm của em nữa. Cảm ơn vì đã thương tôi nghen. Nhưng hãy thứ lỗi cho tôi, vì tôi không thể nào đáp lại được tình cảm đó. Tôi thừa nhận là tôi có yêu, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy được. Tôi không thể biến thành mảnh ký ức nhạt nhòa nhưng khó phai trong lòng của em được. Sau này em còn phải gặp nhiều người và nhiều điều tốt đẹp. Em không nên dành trọn hết tình cảm cho một người xấu số như tôi. Tôi thấy tiếc lắm. Tiếc gì tôi đã gặp em quá muộn. Nhưng tôi không hối hận vì đã gặp được em. Ngược lại còn thấy bản thân mình may mắn, vì khi cuối đời vẫn tìm thấy hoàng tử của đời mình. Em biết không, lúc em ôm đàn và hát cho tôi nghe, làm cho tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Em lãng tử, em ga lăng, em chu đáo, em yêu hết mình. Nhưng em không may mắn vì em gặp phải một người mệnh yểu như tôi. Tội nghiệp em, vì tôi mà phải hao tâm tổn sức để cuối cùng nhận lại những lời cay nghiệt tàn nhẫn mà tôi phát ra. Chắc lúc đó em ghét tôi lắm đúng không? Nếu đúng là như vậy thì quá đúng ý tôi rồi. Tôi không muốn em dương vấn gì tôi nữa. Và hãy quên tôi đi, tôi không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt đẹp hơn tôi. Mong em sẽ tìm được cho mình một người thật sự yêu em hết lòng hết dạ. Xin lỗi em, xin lỗi và xin lỗi. Nhưng mà lúc em quay lưng đi, thật sự tôi đã tan nát. Tôi không hề muốn em rời đi, ngàn lần không nỡ. Tôi nhận ra bản thân mình yêu em rất nhiều. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm em và yêu em nồng nhiệt, yêu em điên cuồng. Nhưng đó là chuyện kiếp sau. Còn bây giờ thì tôi đi ngang. Em ở lại nhớ sống thật tốt. Phải sống tốt ơi là tốt. Ở nơi xa tôi mới an lòng được, nhớ chưa? Còn chậu hoa hồng đó như là sự hiện diện của tôi, giao nó cho em, coi như quà gặp mặt tôi tặng em. Chăm sóc nó cho tốt đó. Nó mà héo là tôi giận em luôn. À, với lại nhớ thường xuyên qua hữu hỷ với ngoại nghen. Không thôi á, ngoại cô đơn lắm. Tôi là đứa cháu bất hiếu nhất trần đời này, đành lòng bỏ ngoại già yếu mà bay bổng chu du khắp nơi vậy đó. Thiệt hết có nói à.
tâm sự nhờ em nghen. Ôi trời, nãy giờ tôi viết hơi nhiều. Tóm gọn lại một câu là chị rất yêu em. Từng câu từng chữ trong tâm thư của Hồng như xé nát lòng thằng cò ra từng mảnh, dĩ vãng nhạt nhòa như một giấc mơ. Nó nhận thấy vài chữ đã nhòe đi, nét mực còn loang lổ. Chắc lúc đó Hồng vừa viết vừa khóc rất nhiều. Ôm cuốn sổ vào lòng mà thằng cò không kìm được khóc nấc lên. Nó thương cho Hồng và cũng thương cho phận mình. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau? Một câu hỏi nó vẫn chưa có câu trả lời. Mọi chuyện rồi cũng sẽ bị thời gian làm cho phai màu. Nhưng để chấp nhận một cách vui vẻ thì thật sự rất khó. Thằng cò bây giờ đã là một thanh niên chững chạc và thành công, có một tương lai sáng chói và đang đà phát triển. Đẹp trai, thành công, kinh tế thằng cò có đủ, và xung quanh là không thiếu những cô nàng chân dài, ông bướm vây quanh. Nhưng nó cự tuyệt tất cả. Nó không tính tới chuyện yêu đương, chỉ chuyên tâm làm việc. Chiều về đến nhà thì lại ngồi bên bậu cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa hồng đi cùng mình theo năm tháng. Chiều nay mưa rơi lất phất, hoa hồng đẫm mình trong làn mưa trong vát, tạo ra viễn cảnh đẹp mơ hồ và lãng mạn, làm cho thằng cò nhớ tới Hồng. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ là Hồng vẫn ngự trị trong trái tim của thằng cò. Dù ra đi đã lâu, nhưng dáng hình thân thương ấy vẫn trong tâm trí cò và không hề rời đi. Tình yêu đó vẫn cháy bỏng như những ngày đầu, vẫn hiện diện mỗi ngày qua những cánh hồng đỏ sắc. Hồng là ngoại lệ, là chấp niệm của thằng cò. Dù có ở bên nhau hay không, thì đời này Hồng đã in sâu vào lòng thằng cò, không hề phôi phai. Chiều nay bỗng thấy hoa bay. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.